Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Thang Máy Bắc Ninh. Hôm nay em làm video giới thiệu cho các bác ít hàng nhá. Thì hôm nay nó hàng thì nó có một ít hàng mới về này các bác này. Đấy, thì hôm nay nó có cái gì thì em giới thiệu trước cho các bác nhá, để cho các bác tiện theo dõi. Đó, sau đó thì tua đến cái vị trí mà các bác cần xem. Đó, để cho nó đỡ mất mất thời gian của các bác. Thì bây giờ em sẽ lướt qua một lượt hôm nay em có cái gì nhá các bác. Đầu tiên là em lên cho các bác cái xe này này. À cái bàn này nhá. Cái bàn là cái bàn inox đục lỗ này. Đó, nó nặng 18 kg, nặng gần 30 cân nhá. Giá em bán nó khoảng 1 triệu 8. Một cái xe này. Đó, đây là một cái xe này. Một cái xe đẩy mà có tay cầm rất là cao nhá các bác. Đấy, cả cái bộ khung khung này em không biết trong công ty người ta đựng cái gì ở trong này. Đó, một cái xe này giá 1,7 triệu này. Một cái xe nâng này các bác nha. Một cái xe nâng, sau tí nữa em kéo hẳn ra ngoài này em view cho các bác nhé. Đó, một con xe nâng, nó nâng rất là cao á, nó lên cao lắm. Đó, con này thì khá là nhiều tiền nhá các bác. Nó nặng là nó nặng khoảng một tạ. Đó, nó nặng một tạ. Đó, em cân lên là nó nặng được một tạ. Nguyên bản nó nhà em không biết là trong công ty người ta chở cái gì ở trong cái vòng tròn này này. Các bác về không thích thì các bác có thể cắt cái chỗ này đi này. Đó, cắt cái chỗ này đi, cắt cái chỗ này đi. Thì để các bác nó hạ thấp cái độ cao của nó xuống á, thì các bác chở ở trong này. Nhưng mà theo em thì vẫn nên giữ hai cái thành này để cho nó tạo cái độ cứng nhá. Đó, nó không có hai cái thành này thì nó không được cứng. Các bác cắt đến đây đi này. Đó. Đấy, thì để cho nó hạ thấp cái độ cao xuống này. Đó, hai cái thành vẫn giữ lại để nó giữ đồ rất là tiện. Đó, và một cái con xe đẩy này nữa này, tiếp tục một con xe đẩy này nữa. Con đấy nặng là 39 cân. Đó. Một con xe đẩy này nữa nhá các bác. Đấy, hôm nay em về rất là nhiều xe đẩy. Con này thì hôm qua có hai con bán được một con này, còn một con sót lại đây này. Và mấy cái khay bằng inox này này. Đó. Mấy cái khay bằng inox này nhá các bác, rất là xịn sò này. Mấy cái khay bằng inox này nữa. Đó, chỗ kia thì có mấy cái bình SMC này. Hàng cực xịn, hàng sản xuất tại Nhật luôn nhé các bác. Đó, hàng sản xuất tại Nhật, hàng rất là hiếm. Chỗ này thì có một, hôm nay em lại tiếp tục về một con tủ nữa này. Nhưng mà cái con này á, cái con này nó bị nứt nứt kính này nha các bác. Nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nó bị nứt rồi. Một là các bác cứ để nguyên nhỏ cho nó tí keo 502 vào. Hai là các bác có thể là thay bằng một miếng Mica khác nhé. Đó, thay bằng miếng mica khác thì các bác có ấy thì em sẽ tặng các bác một miếng mica để về các bác cắt, hoặc là em thay zoom các bác cũng được. Cái này thay rất dễ, đặc việc xoáy ốc ra là đưa miếng khác vào thôi. Sau tin em view cho các bác, chỗ này là đồ cũ này, còn mênh mang nhé các bác, bán rất là chậm này. Đó, chỗ này hôm nay em về những ít cái đồ nầu này. Đó, đây là những cái trục inox này, còn chỗ này nó cũng là cái trục inox nhưng mà nó có bạc đạn để quay được nhé các bác, có bạc để quay được. Chỗ này là mấy cái con motor, em gọi là con motor giảm tốc vô cực nhé. Là ví dụ tại làm sao em gọi nó là motor giảm tốc vô cực, bởi vì cái con này nó chạy được cái điện áp từ 0V bắt đầu nó đã chạy rồi nha các bác. 0,5V đến 1V là bắt đầu nó đã chạy rồi nhá. Sau tí nữa em view cho các bác. Rất là hay. Chỗ này em về được một ít ghế nhôm này. Đó, một ít ghế nhôm này. Chỗ này là đồ linh tinh này. Đó, những cái mã lý này. Đồ lắm lắm đồ lắm. Mấy bộ bánh xe này, một cái bộ bàn vít me này, và một cái bộ 600 kia thì cái bộ nguyên thì đi rồi, còn cái bộ em tháo rời ra này, bác nào lấy cả thì em lại lắp lại, và không có thì em bán không là 500. Chỗ này mấy cái thanh nam châm này. Chỗ này ít dây dây trượt này các bác này. Chỗ này là mấy cái lọc lọc nước, nguyên bản của nó là lọc nước. Nhưng mà các bác có thể lắp lắp lọc khí vào để xài thành lọc khí cũng được nhé các bác. Chỗ này thì là phíp này, đó, phíp là còn khá là nhiều. Inox này, ở những cái tấm inox này các bác này. Lại phíp vàng nữa này. Một tấm inox lỗ còn sót lại này. Một tấm nhôm này các bác này. Đó. Và chỗ này là có mấy cái tấm nhôm mà em bắt đầu view từ đây nhá các bác. Đây. Chỗ này em có hai cái tấm nhôm này này, em bán combo hai tấm là 210k cho hai tấm này. Kích thước là 56 x 30 x 0,25 này. Đó, 56 x 30, 210k cho 2 tấm nhé các bác. Đó, 210k cho 2 tấm này.
hai tấm giống nhau. Đấy, em bán theo combo. Các bác mua một tấm cũng được nhá, nhưng mà ưu tiên bán combo. Một tấm thì em gửi một tấm. Đó, tại vì bác dùng một tấm thì ép bác mua hai tấm thì nó cũng khó. Tấm này. Đó, 150k này. Đó, em sẽ liên nhanh một chút nhá. Cái tấm này là 260k này. Em có hai tấm này. Đó, cái tấm này nó có bị lỗi là nó ở trong máy thì nó bị khuyết như thế này. Đấy, cả hai tấm giống nhau, kích thước em có để đây. Đó, có hai tấm này. Cái tấm này nó kích thước thì nó không lớn nhưng mà nó lại đắt tiền, lý do là nó dày. Nó dày hơn nha bác. Cái lưới này người ta thiết kế nó cũng mắt, nó cũng sợi mắt nó cũng to hơn, nó nặng cân. Đó, hôm nay bác nào lấy cả hai tấm này nhá thì em bớt tiền cho. Hai tấm này này là cộng vào là 560 này. Hôm nay bác nào chuyển 500 em bao ship cho. Đó, 500k em bao ship nhá. Đó, lấy hai tấm này, tại vì nó bị khuyết khuyết chỗ này, sợ về các bác nó không việc, các bác phải cắt đi á, thì em bớt tiền cho các bác. Đó, bây giờ bớt được 60.000 với lại tiền ship nữa là cũng vào tiền trăm nè. Đấy, bớt cho các bác tầm 100.000 tấm này, hai tấm này. Đó, và một tấm duy nhất này. Đó, kích thước là 84 × 63 × 0,25 này, giá 300k. Đó, tấm nó như này nha các bác, rất là đẹp. Đó, đâu tấm này khác, không phải đây, phải đâu. Đó, còn một tấm kia là em chưa ghi giá này, mà sót tấm này. Đó, nó không có kích thước thì nó khó view nhá. Đó, em dựng lên đây này, các bác hàng áng mà nó vừa vào việc của các bác thì sau em đo kích thước em trả lời sau nhá, cho nó nhanh. Đó, cái tấm này chắc nó khoảng hơn 200.000 một chút này. Đó, quay sang bên này là tấm nhôm này. Đó, nhôm đợt này về rất là ít nhé các bác, nó chỉ hàng sót lại thôi chứ hàng tháng nay em chưa về được cái tấm nhôm nào đẹp. Cái tấm này kích thước đây, giá 1.650.000 này, kích thước là 78 × 65 × 1,25 nhé các bác, và nó có một cái lỗ ở đây. Đó, cái lỗ này là kích thước là 4,5 × 2 này. Đó, em đo nhiều quá em nhớ nhé. Đây, tình trạng là nó có một ít lỗ ở đây, lỗ này là toàn lỗ gen nhé, đây là bẩn đấy nhé các bác. Đó, lỗ gen. Và cái tấm này ấy thì nó đã được sơn rồi nhá, bề mặt này đã được sơn rồi. Đó, đã được phủ một lớp sơn rồi, đằng sau này cũng thế này, mặt dưới của nó cũng đã được sơn rồi nhá các bác. Các bác dùng yên tâm hơn là chưa sơn. Đó, các bác nhìn cái chỗ này này, biết này, đấy, sơn nó chảy ra này. Đó, sơn nó bong ra đây nhá các bác. Đấy, một lớp sơn khá là dày đó. Đó, ở các góc này nó chảy ra này, mình biết là nó là sơn rồi nhá các bác. Đó, quay sang bên này em còn cái tấm nhôm này nữa này. Tấm nhôm này. Đó, kích thước là 121,7 này nhân 84,5 này nhân 0,27 này, giá 700k. Cái này em có hai tấm này các bác này. Đó, thì ngày trước em có 4 tấm thì nó đi được hai tấm rồi. Cái tấm trong này thì nó ít lỗ hơn một chút nhá các bác. Đấy, bác nào lấy thì em ưu tiên giao tấm trong trước. Đây, bác nào lấy cả hai tấm thì hôm nay em lại bớt cho một chút nhá. Các bác cứ liên hệ đi, liên hệ em sẽ bớt cho một chút. Đó, nếu mà lấy cả mới được bớt nhé các bác. Quay sang bên này thì em giới thiệu các bác, em có hai cái tấm fit to đùng ngã ngửa này. Đó, đầu tiên là hai tấm đây một tấm nhé, hai tấm này nó giống nhau này, kích thước là 73,5 × 62 × 1 này, giá 480k một tấm này. Em có hai tấm này, đó rất là đẹp nhé các bác. Thì tấm nào hai cái tấm này thì cái khu vực này này là người ta bắt những cái thanh cài át, thanh cài đồ điện đó, nó bằng thép thì nó han thì nó dính dính vào đây thôi, chứ còn nó không ảnh hưởng gì cả. Nó xấu hơn một chút nhưng mà nó là mặt dưới nhá các bác. Đó, mặt trên này thì đẹp này, tình trạng là có chảy xước một chút. Đó, tiếp tục đến cái tấm này là 380k này, kích thước 62 × 56 × 1. Đó, tấm này thì khá là đẹp, thì nó có một cái hàng lỗ chạy ở đây, nó khoảng độ lỗ 4 ly này, 3 đến 4 ly và 4 cái lỗ ở đây nữa. Đó, ngoài ra thì nó còn 4 cái lỗ ở 4 góc này. Đó, cái này nguyên bản là khi em tháo máy em biết nhé, đây là người ta bắt một cái hàng thanh cài. Đó, còn chỗ này là bắt một cái con át tổng này. Đấy, nguyên bản nó thế nhá. Đó, hàng này tay em tháo này. Đó, tấm này 550k. Đó, nó bị chảy chỗ này nha các bác, chỗ này nó bị chảy. Đó, cái tấm này nó cũng cực ít lỗ, nó có một cái hàng lỗ ở chỗ này.
và cũng có bốn cái con bốn cái lỗ như này nhé, một con át tổng 300A nằm ở đây đó, nguyên bản nó thế nhé, và bốn góc đều bị hai cái lỗ như này nữa này đấy. 550k tấm này, đây các bác nhìn này, mặt sau của nó cũng đẹp lắm nhé, mặt sau còn đẹp hơn mặt trước. Em chẳng biết mặt nào mặt trước mặt nào mặt sau, nhưng mà nói chung hai mặt đẹp như nhau đó. Nó cũng bị chảy chảy một chút đó. Tiếp theo đến tấm này, cái tấm này thì là nhược điểm của nó là nó có bốn cái lỗ ở đây đó, bốn cái lỗ ở đây. Kích thước thì em căn nó khoảng độ 3x4 nhá các bác, cái lỗ oval này này đó, cái lỗ này nó khoảng độ 3x4, và kích thước của cái tấm này là 102.5x73.5x1 này, giá 800k. Thì cái tấm này thì để em chỉ cho các bác nhé, nó sẽ có một cái hàng lỗ chạy ngang ở đây, lỗ cũng khoảng độ 3 ly này đó, các bác nhìn kỹ sẽ thấy nhé. Đó, chỗ này thì lư thưa, chỗ này cũng có bốn cái lỗ này đó, và chỗ này có một ít lỗ nữa đó. Ngoài ra thì hai ria này nó có, mỗi ria nó có bốn cái lỗ đó, ria này cũng có bốn cái này đó. Tấm này 800k đấy. Cái loại phíp này em vẫn gọi là phíp đá nhé, nó nặng kinh khủng, nặng lắm. Cái tấm này nó nặng khoảng độ suýt soát 20 cân này các bác à, nặng kinh khủng luôn đấy. Em gõ cho các bác nghe nhé. Nghe nó kêu như là kim loại, mà mặc dù nó là phíp. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái tấm này, em có một tấm duy nhất này, cái tấm inox lỗ này. Hôm nọ em về được 4 tấm thì đi 3 rồi, còn một tấm còn sót lại này. Kích thước là 106 này nhân 59 nhân 4 này đó, và giá là 550k nhé. Để em view cho các bác, kích thước là 106 là chiều em gọi là chiều dài, chiều rộng là chiều này là 59, và độ dày của cái thành này người ta uốn lên là 4 cm đó. Mặt sau của nó thì nó hình dáng kiểu này nhé các bác đó, người ta bo hình chữ U, bốn cạnh người ta bo hình chữ U như này đó, người ta gập vào người ta hàn lại ở cái vị trí này, chấm lại đó. Đó các bác nhìn kỹ nhá đó. Và cái inox này thì em chưa kẹp, nhưng mà chắc nó dày khoảng độ 1 ly đó, nó dày khoảng độ 1 ly đó. Tấm này là giá là 550k, em cho các bác xem xa một chút để xem về tổng thể của nó. Và cái lỗ này, cái lỗ này nó khoảng độ 8 ly nhá các bác. Đó, cái lỗ này nó khoảng độ 8 ly này, em đoán thôi. Đó, nó khoảng độ 8 ly nhá các bác. Đó. À. Tiếp theo em có mấy cái tấm inox này để các bác làm mặt bàn, mặt bếp này. Đó. Tấm này là kích thước 155.5 x 75 x 0.5 nhá, dày đúng 5 ly luôn nhá các bác. Đó. Và cái tấm bên này thì nó ngắn hơn 2 cm này. Kích thước là 153.5 này, cũng nhân 75 này, và cũng nhân 5. Cái tấm này thì giá 2.9 này. Còn tấm này là giá 2.950, nó cao hơn 2 phân và đắt hơn 50.000. Đó. Thì một mặt sẽ phẳng tút nhá các bác. Đây, mặt này sẽ phẳng tút này. Đó, inox 304 xịn nhá các bác. Đó, một mặt phẳng tút như này. Nó nguyên bản ở trong công ty khi người ta thải ra người ta quăng đất này, là nó có dính dầu mỡ này, em về vệ sinh thì nó chưa sạch lắm. Về các bác vệ sinh lại nhá. Đó, các bác lấy miếng nỉ đánh bóng, đánh nó đi thì nó bóng lừ bóng lộn luôn nhá các bác. Đó, một mặt phẳng tuyệt đối, không có một vết lỗ nào, không có một cái lỗ nào. Đó, không biết là người ta làm cái gì mà nó không có một cái lỗ nào luôn. Và mặt bên dưới thì nó sẽ có một cái số cái là nó có cái tay, có cái quai sách như này, em không biết là cái này nó là cái mặt, cái nắp đậy của cái gì đó. Đó. Đó, nó có một cái quai như này, đó, cái quai như này. Đó. Thì có cái thì nó còn ba, có cái nhựu như cái này là nó còn ba cái quai này. Chỗ này bung mất một cái này. Đó. Có cái thì nó chỉ còn hai thôi, và thậm chí có cái nó còn một nhé. Em cũng không nhớ được cái nào còn hai, cái nào còn một, nhưng mà nói chung là cái quai này thì các bác về các bác thì không dùng là các bác trà nó đi cái là nó bung ra nhá. Đấy, người ta chỉ chấm kiểu như là chấm vào cho nó chấm khẽ cái nó dính thôi. Mà bác nào yêu cầu em trà thì em cũng trà cho luôn đây, người ta chấm nhá. Chấm tí thôi nhá các bác, là nó rất dễ bung. Đó. Nhắc lại các bác này, em có cái này, đằng này em có hai tấm này. Hai tấm nhá. Kích thước là 153.5 x 75 này nhân 0.5 này, giá 2.900.000. Đó. Tấm này thì là cao hơn 2 cm này.
là 155,5 nhân 75 nhân 0,5 này, giá 2 triệu 950 à. Cái này thì em còn 3 tấm. Đó, cái này thì có 2. Đó, quay sang bên này. Quay sang bên này thì em còn em có cái tấm này nữa này. Đó, tấm này giá 1.150.000, kích thước của nó em ghi đây nhé. 145 nhân 50 nhân 3 nhân 0,2. Đó, em đọc nhanh nhé. Nó chiều dài là 145 này. Bề ngang này là 50 này. Cái thành này nó cao 3 ly này. À, cao 3 cm này. Và nó lại rất dày 2 ly nhé các bạn. Đấy. Rất dày 2 ly. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Ở chính giữa này người ta ốp một cái miếng nữa vào. Đó, người ta hàn một cái miếng này vào, ốp vào, hàn vào và đánh bóng lại rồi. Cái này thì bề ngang của nó khoảng độ hai mấy. Đó, ốp vào như này rất là chắc chắn nhé. Các bác có chất hàng lên đây, hàng tạ chẳng hạn, các bác có chất, các bác làm bên này ngành thực phẩm, ví dụ làm thịt lợn chẳng hạn, thế các bác chất cái lên cái này làm mặt bàn, chất lên đây tạ thịt không vấn đề gì đâu nhé các bác. Đó, cái bề mặt thì người ta xử lý nó rất... về mặt người ta xử lý rất là đẹp nha các bác. Các bác về có thể đánh bóng lại, có thể xoay gương được ấy. Đây các bác nhìn này, nó hơi mờ mờ. Đó, xử lý cực tốt nhá. Nó không giống cái hàng này. Đó, cái hàng này thì nó thô, cái này người ta đánh bóng rồi nó rất là đẹp. Đó, giá tấm này em bán là 1.150.000. Quay sang bên này thì em còn một series flip đen nữa này. Đó, đầu tiên là cái tấm này. Đó, giá 150k này. Đó, phít đen nha các bác. Đó, tấm tiếp theo là tấm này giá 280k này. Đó, hai cái đằng này mỗi thứ em có một tấm thôi nha các bác. Và tấm tiếp theo là cái tấm này em có 3 tấm này. Giá 350k, em có 3 tấm, mỗi tấm là 350k. Đấy, cái tấm này thì nó đẹp, duy nhất là chỉ có một lỗ ở giữa thôi, còn vòng quanh thôi. Và lỗ ở vòng quanh nữa. Đó, cái tấm này 350k này. Và cái tấm này, tấm này là 550k này. Kích thước em để đây. Đó, các bác có thể chụp ảnh zoom lên. Đó, tấm này thì nó có nhược điểm là nó có 3 cái vết vỡ ở chỗ này. Vỡ một tí bề mặt thôi nha các bác. Là do người ta xoáy ốc ra đến gần ngoài là người ta cầm cái búa, người ta nện cái nó bung ra. Đó, nhưng mà mặt trong của nó vẫn còn nguyên, rất là đẹp. Đó, mặt trong này thì phẳng đẹp, không vấn đề gì. Tấm này là 550k này. Tiếp theo là cái tấm này giá 120k này. Đó, clip nâu nhé các bác. Clip nâu. Đó, 120k. Và cái tấm này giá 450k. Cái tấm này thì nó chỉ có duy nhất là 4 cái lỗ hàng trên kia và 4 cái lỗ hàng dưới này. Và mặt này không có một cái lỗ nào luôn. Kích thước là 85 x 75 x 1 này. Đó, rất là đẹp. Đó, giá 450k. Đó, và cái tấm này quên em không dán giá để em lên giá này. Cái tấm này vẫn bán 200k một tấm này. Bẩn quá còn chưa cả lau nhé các bác. Để em bỏ ra cái này sao em bảo vào sẽ em lau đi để dán giá này. Cái tấm này thì em có nhiều này, có 4 tấm này. Kích thước là 100 x 70 x 1 này, giá là 500k. À, tấm này thì khá nhiều lỗ nha các bác. Đây, các bác nhìn này. Đó, khá là nhiều lỗ. Đó, 500k cho tấm này. Đó, đó là toàn bộ những cái ship em có trong ngày hôm nay. Đó, quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít nhựa này. Đó, những cái hàng kia thì cái hàng này em lướt thôi nha các bác. Bác nào cần thì sau đó hỏi kỹ lại cho em. Được, em có cần này, cái mẫu dây này. Đó, lướt qua nhé. Cái đống này này, cái đống nhỏ nhỏ này là hàng của THK hết nhé các bác. THK, cái còn cái dây kia là dây của Hàn Quốc này. Đống này là của Hàn Quốc này. Đó, cái đống này là của THK này. Toàn bộ cái đống này 1, 2, 3, 4, 4 cái này là của THK này. Đó, rất là đẹp nhé các bác. Và cái cặp này của Đài Loan này. Đó, em còn một cặp duy nhất của Đài Loan. Đó, chỗ này là mấy cái thanh nam châm này. Các bác chụp hình nhanh nhá, em lướt qua thôi. Thanh này giá 600k này. Thanh này là giá 550k này. Đó. Đó. Và cái thanh này em bán thanh lý này. Hôm nọ em bán thanh lý 200k nhỉ, dài khoảng độ gần 50 phân.
Đó, lý do là nó bị bung như này nha các bác, nhưng mà cái viên nam châm ở bên trong là nó không ảnh hưởng gì cả. Đó, nó bị bung mất cái này một viên thôi, một viên duy nhất bị nát nát một tí đầu thôi. Các bác về cậy lấy nam châm nhé các bác. Đó. Thế còn các bác cậy kiểu gì thì về sáng tạo nha các bác. Đó. Đó. Không có để em bớt lại em dính đồ. Đó. Quay sang bên này thì em có một ít thanh nhựa này, bây giờ em sẽ chỉnh camera nó thấp thấp xuống một tí để em view cái chỗ này. Đây, tiếp tục đến nhựa nha các bác. Nhựa thì em có những cái mã này. Đó, 30k một thanh này, 49 x 4 x 1,5 nhé. Nó dài 49 cm, bản này là bản 4 phân này. Nó dày 1,5 cm này, nhựa PU nha các bác. Cái loại này là nó cực kỳ dẻo dai, dài lắm các bạn. Giá 30k một thanh. Cái loại này thì nó dài hơn một chút này. Mà thôi bán đồng giá đi em ơi, người ta lấy đằng nào lấy. Đó. Cứ 31k một cái thanh nhá các bác nhá. Cái này nó dài hơn được có một phân thôi này các bác. Đó. Dài hơn thanh này một phân em bán đồng giá luôn nhá. Đó, hết rồi à? Rồi em bán đồng giá nhá. Bác nào mà lấy đằng 50 phân thì lấy đằng 49 phân thì lấy nhá. Đó. Quay sang bên này em có một cái cặp thụt này, không biết ở đâu ra. Đẹp lắm các bác. Đó, bán thì xong người cất đi quên không bỏ ra, cặp này là của Nhật nhé các bác. Nó toàn chữ Nhật thôi, đâm ra là không có cái chữ gì để đọc cả. Không biết đọc. Chữ Nhật thì em chịu. Chữ tiếng Anh thì lờ mờ được chữ nọ lộn chữ kia. Đó, 250k một cặp này, hàng khá là đẹp nhé. Đây em test cho các bác một cái này, test luôn cả hai cái luôn nhé các bác. Em cái này nó trông em ti này nó to, khả năng nó sẽ đấy. Nó ra rất là êm này. Một chiếc này. Nó còn chưa ra hết này. Hai chiếc này. Đó. Đấy. Rất là ngon nhá các bác. Đấy. Tụt chủ nhật mà. Nó giá em bán là 250k một cặp nhá các bác. Nó dài tổng thể là được 34cm này. Đó. 34cm. Và hành trình của nó là được khoảng độ 8cm nha các bác. Em đo thì bao giờ em cũng đo nó trừ hao đi một chút này, có thể nó hơn một chút. Đó, 34 và hành trình được 8cm. Và con này thì ti này của nó là ti 10 này. Đó. Và thân này là thân 22 này. Ti 10 thân 22 nhá, giá 250k một cặp, em có một cặp thôi. Đó, tiếp theo sang bên này thì em còn mới sót lại mấy cái mã lý này các bác này. Cái này to dã man nhá các bác. Thì các bác đừng hỏi con này à. Con này chắc 2 tấn rồi các bác. Thế nó hay là 12 tấn này. Em nghĩ cái này nó phải cẩu được mấy chục tấn nữa. Chắc nó ghi ở đây 12 tấn này. Đó. ILL này, AVKLL này, 12T này, em cho đoán là 12 tấn nhá. Cái này thì xoáy ra xoáy vào bình thường. Đó, nó rất là to nha các bác. Nặng lắm, em không biết bao nhiêu cân. Chắc cái này nó phải 6 7 cân đấy, nặng lắm. Em đo kích thước nha các bác, để cho các bác nắm được. Nó dài tổng thể khoảng độ 20cm này. Bề ngang cái chỗ này thì nó khoảng độ 15cm này. Đó, 15cm. Và phi của cái này nhé các bác. Phi của nó là phi 32 này. Phi 32 rất là lớn. Còn cái phi này, cái phi của cái gen này thì nó là phi 35 này. Cái này phi 35 nhé các bác. Xoáy ra xoáy vào dễ dàng nhé các bác. Đấy. Cái này em bán 200k này. Còn cái này là 60k này. Đó. Cái này 60k. Đo kích thước luôn cho các bác luôn nhá. Kẹp phi nhá. Phi này là phi 20 này. Cái này chắc cũng 20 à. Cái này cũng 20 nhá. Cái này là toàn bộ phi 20 hết. Đó. Cái này 60k thôi. Đó. Nó dài 12. Rộng này là 8,5. Cái khoảng lọt khe này nó khoảng độ hơn 4 phân một chút này. Cái này 60k. Cái này 80k này. Đó. Cái này thì cái gì đây? Nó có số ở đây này các bác này. Đó. Cái này chắc cẩu 2 tấn à.
em cũng không rành lắm về cái đồ này đâu nhá các bác. Đó, HLSE này. Đó, nó có cần này chữ này các bác này. Cái con kia thì cái con to to em chỉ xem. Đó, con này cũng 80k này. Đó. Con này là 2 phân 2 này. 2 phân rưỡi này. Đó, cái này là 2 25 2,5 cm nha các bác. Đó. Đó. Con này 80k. Chiều dài của nó là 15 cm, bề rộng chỗ này là 10,4 cm này. Và lọt khe ở trong này là 5,5 cm nhé. Cái này bán 80k. Cái này 60k, cái này bán 50k đi. Nó bé hơn nhé. Đấy cái này 200k này, rất nặng. Cái này nặng 6 7 cân. Em cầm nặng chíu tay, không biết được 6 7 cân không. Đó. Tiếp tục sang bên này nhá các bác. Em có cái này này, bác nào về làm gì không? Cái này bằng inox à? Này inox nhá các bác. Trên này nó có cái con này như là cái con bơm keo ấy các bác. Con này em không biết dùng nhá các bác. Bác nào lấy cái này em bán cho 50k này. Con này không biết là phải con bơm keo không hay là cái con à con này là con ion nhá các bác. Đúng rồi, con này là con ion các bác. Con này là con ion này. Cấp khí vào đây này là thổi ra này. Đó, thổi ion ra nhá. Đầu đầu phát ion là nằm ở đây này. Em đầu phát ion đó, chuẩn chưa? Đó. Đấy. Bác cấp khí vào đây nó thổi ra này. Đó. Thổi ion ra nhá các bác. Thổi khí có ion ra, con này là con phát ion. Thì không biết là còn sống hay chết. Điện của nó đâu? Đây, nếu mà em test nhá. Em test mà còn sống thì em lấy các bác 100.000 con này thôi. Thế để em test nhá. Bật 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 điện lên, em test luôn con này nhá. Đấy, nhà em đang có điện sẵn này. Đang có điện 24V sẵn này. Tắt quạt đi em. Đây nhá. Em chỉnh lên 24V đã. Thông thường thanh ion là nó hay chạy điện mà 24V nhá các bác. Nếu mà nó sống em lấy các bác 100.000 con này. Ô còn chừa tuốt dây điện này biết đừng mù nè. Đây này các bác này, em cấp điện vào vẫn sống nhá. Đây nó có công tắc ở đây này. Tắt đi này, bật lên này. Đấy. Bây giờ em chưa test được ion tại vì em không có bút điện ở đây. Đó, nó vẫn chạy này. Sống bình thường nhá các bác. Cái này là Sunje này là của Hàn Quốc này. Cái thanh cái này thì em bán nhiều rồi. Cái thương hiệu Sunje này em bán nhiều á. Đó, cấp điện 24V và vẫn sống bình thường này. Có công tắc bắt tắt bật tắt ở đây luôn nhé các bác. Đấy, dây nguồn đỏ đen này nhá. Đấy. Em bỏ ra là nó tịt luôn này. Cấp lại này. Đó, bác nhìn thấy chưa? Vẫn sống nhân răng nhá các bác. Bác nào lấy em lấy 100.000 con này. 100.000 con phát ion này nhá các bác, vẫn sống bình thường. Các bác về cấp hơi vào đây này. Đó, rất là hay. Đầu kim ở đây nhá các bác, đầu kim ion đây này. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Đấy, đầu kim khá là nhọn này. Đó. Đấy, một con hơi bị dị nhá các bác. Mỗi tội là em không biết là em lôi ở cái góc nào ra đấy, trông nó bẩn em chưa vệ sinh nhá, về các bác tự làm. Đó, cái cần này nó cũng đáng cần lấy tiền rồi nhá. Rất là đẹp. Đây bát bát này các bác này, đấy. Trên máy người ta lắp vào cái vị trí nào trông rất là hay nhá. 100.000 con này. Đó. 100.000 con này nhá. Quay sang bên này thì em có cái cặp trượt này nhá các bác. Đó. Cặp trượt này này, hàng của THK ra bàn nhé, rất là xịn nha các bác. Đó, đây này các bác nhìn chưa, THK SC25 mà. Hàng của Nhật luôn nhá. Ti thì bóng lừ bóng lộn luôn nha các bác. Thì cặp này hôm nay bác nào lấy em lấy 300k nhé, lấy cả cặp 300k. Đó, cái loại này thì đôi khi là nó kiểu như là nó không có cái đầu gối ấy, nhiều bác lại không thích. Đó, con này thì em đo kích thước này. Đấy, giới thiệu với các bác luôn nhé, hàng này quay cho các bác xem này. Trượt này của nó THK nha các bác, đồ rất là xịn đó. Nó dài là cao à, dài là 33 cm này.
Em đo con bọ này nhá, con bọ này kích thước là 6,8 này nhân với 7,5 này đó, và cái thân này của nó là em xem nó là trượt bao nhiêu nhá. Rồi, phi 25 nha các bác, rất là lớn nhá. Đấy, bác nào lấy cả cặp này em lấy 300k thôi, chưa có tiền ship. Đó. Bác nào lấy con này nữa này, cặp này nữa này. Đó, cặp này thì lại lộ cổ mỗi con một kiểu nhá, nhưng mà hai con bọ này khác nhau này. Đấy, em bán 100k một cái thôi. Mà không bán 120 nữa mà bán 100 một cái thôi. Đó. Nó dài này là 37 cm này. Chắc là trượt này là trượt phi 20 rồi. Đó, phi 20 nhá bác, con này cũng phi 20 này. Đó. Thì cái này về các bác chế cháo đồ gì nhá, trượt làm gì là một một cái là được đấy. Bọ của nó là 9 nhân với 4 nhân với 4,5. Đó. Con này thì nó ngắn hơn này. Cũng phi là 20 này. Con này thì là dài 33. Bọ của nó là 9,5 nhân 5,5. Ồ, cái này đo chiều cao hơi khó. Cao 4 nhá các bác. Bác nào lấy em lấy 100k một con thôi. Bà sẽ em ghi 120 này, tính các bác 100. Rồi, hai con 200. Cái này 50.000 này, phi 25 nha các bác. Đây. Cái này nó bị chỗ này sao nó lại sét sét này một tí này. Đó, 50.000 cây này nha các bác. Phi 25 dài lắm. Đó, dài 40 cm, phi 25. Một cây này. Đó, chỗ này nó có cái bát ở đây và một con bọ trượt nằm ở đây. Cái này chắc phi 16 thôi. Em kẹp luôn nhá. Con này phi 16 đó. Dài 56 cm, phi 16 này. Giá em bán 100k nhé, em có một cây thôi. Đó, bọ này nó dài 7 cm này. Đó, còn ti thì còn khá là đẹp nhé, chưa có một vết chảy gì đâu. Đó. 100k. Con vít me này cũng thế này. Nó cũng dài 60 phi 16 này. Đấy, vít me thì vẫn hoạt động ngon nhé các bác. Sao lại có cái khớp nối ở cái vít me này chỗ này nhỉ? Đó. Quay rất là ngon này. Vít me này bước bước rất là nhỏ nhé các bác. Là phi 16 này, giá cũng 100k nhé. Cái bước này nó nhỏ xíu 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 như này đo rất là khó nhé các bác. Để em đo em đếm cho các bác nhé. Áng áng thôi nhé, nó sai số một tí. 1, 2, 3, 1 này. Em đếm này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. 8, em đếm được 8 cái mà nó đi được 1,4. Bước 3. 8, 3, 2, 4. Bước 2. Cái này nó rơi vào khoảng độ bước 2 nhé các bác. Đó, nó khoảng độ bước 2. 5 vòng mới được 1 cm đó, kiểu kiểu thế nhé các bác. Đó. Đó, quay sang bên này thì mấy cái bộ bánh xe này hôm nay em cũng không view nữa nhé các bác. Giới thiệu cho các bác thôi. Cái bộ này là WI 80 này, giá 550k này. Bộ này là em bảo em bán 400k này. Bánh xe y tế này, hàng cực, hàng đẹp lắm. Đó, và những cái trụ dập này nhé các bác. Những cái trụ dập này, đấy, bán thanh lý này, em vẫn còn nha các bác, 200k một cái. Thì như ban đầu em giới thiệu, cái hôm nào em giới thiệu là cái này nó có hai cái bằng nhôm này. Đấy. Thì hôm nay em moi ra một cái này. Cái này thì của nó là cái này bằng nhôm, cái này bằng sắt nhé các bác. Thôi em chả đo nữa đâu nhé các bác, bán thanh lý rồi. 200k một cái thì các bác về lấy độc cái bộ trượt này. Mí lại cái xi lanh này đã thừa tiền rồi nhé các bác. Đó, 200k một cái này nhé. Cái này ngày xưa em nhớ em đang bán 350k. Bây giờ lôi khỏi kho ra bắt đầu bán thanh lý dần dần. Đó, còn chắc khoảng độ dăm 7 cái nữa là hết này, cứ 200k một cái nhé. Cái này nó nặng đâu như là 6 cân hay sao các bác? 6 cân hay 7 cân một cái như này nha các bác, rất là nặng nhé. Đấy. Trục này là trục phi 20. Trục này phi 20 nha các bác. Đó. Đấy. Đấy, như con này thì hai cái bát này của nó bằng nhôm, cái này thì con này một cái này bằng nhôm, cái này bằng thép. Có con thì là cả hai cái bằng thép. Đó. Nhưng mà con này đặc biệt cụ thể hai con này là cái này bằng nhôm này. Con này thì một cái này bằng nhôm, cái này bằng thép. Đó. Hành trình thì chắc cái loại xi lanh này hành trình nó chỉ 2-3 phân thôi. Đó.
Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít cái ghế này nha các bác. Nên lại về một ít ghế này. Đó, cái ghế này thì em bán với giá là 200k một cái nha các bác. Em để đây em đo kích thước cho các bác này. Đó, nhìn nó ngon không? Đấy, hàng này lâu lâu em lại về được một mẻ nha các bác. Chiều này của nó là 28,3cm này. 28,3 nhé, em đọc con số chính xác. Chiều này thì là 20,5 nhé các bác. 20,5. Đó. Chiều cao thì là 13,5. Đó, chiều cao là 13,5. Đó, cái chỗ rộng nhất này nó lên đến 24 nhé các bác. Đó. Ở trên bề mặt này thì nó có 20,5 thôi, nhưng mà đo cái chỗ rộng nhất này này. Từ bên này sang bên này là 24 nhé. Đó, ốc ở đây là toàn bộ là ốc M6 nhé các bác. Đấy. Ốc trên bề mặt này là ốc M6. Để các bác về các bác có thể là bắt một miếng meca hay là một miếng phíp hay là một cái miếng gì đấy, miếng gỗ mềm mềm ở đây để làm cái ghế ngồi nhá bác. Cái này ngồi các bác đây, sau nay mà các bác bảo là ngày xưa tao mua của thằng Quyền cái ghế này, ngồi đến bây giờ là có khi nay mai các con các cháu nay mai nó nhắc lại, nó bảo ngày xưa ông nội mua cái ghế của ông Quyền, bây giờ là gần 50 năm rồi vẫn ngồi bình thường này. Đó, kiểu thế nha các bác. Nó rất là, cái đồ này nó rất là bền nha các bác. Các bác mua một lần dùng mấy đời, em phải nói thẳng là dùng mấy đời, trừ giả các bác đánh rơi nó cũng không hề hấn gì đâu nha. Trừ giả các bác mà cái gì nó đè nặng hàng vài tạ vào ấy, như ví dụ như ô tô vứt ra đường, ô tô đâm vào may mới gãy được, nhưng còn xe máy phi ở đây chỉ có hỏng xe máy thôi, như ghế không sao đâu nha các bác. Đó, 200k một cái nha các bác. Quay sang bên này, em có hai cái ống này, chả biết còn dùng được nữa không, chắc là vẫn dùng được nha các bác. Cái ống này thì nó chỉ có một lần vỏ thôi nha các bác. Đấy, bằng inox này. Bên trong em nghĩ là bên trong thì nó không có một lượt vỏ nữa đâu. Đằng này là đằng một lần này. Đó, gen này là gen bao nhiêu? Gen này gen 27 à? 21 nhỉ? Gen này có khi gen 21 ấy, để em kẹp cái nhỉ. Gen này gen 21 nha các bác. Đó. Và em có cái sợi này nữa, sợi này thì hai lần này. Đó, một sợi sắc rắn đan bên ngoài và bên trong nó sun sun như này. Đó, thì nó dài phết đấy các bác, nó gen 21. Thì bác nào mua thì em lấy 100.000 hai sợi này nha các bác. Bán rẻ rẻ đi tí nha các bác. Bà xã em ghi 60.000 một cái này là 120, nhưng bán 100.000 cho các bác. Đó, nó bằng inox 304 nhá, nó dài khoảng độ 80 phân. Cái sợi này thì nó dài hơn một chút này, sợi em đang đo này. Đó, cái sợi này thì nó dài 84 85 nhá các bác. Em có hai sợi này. Đó, các bác về uốn véo lắp vào đồ nhá, dẫn nước dẫn gì cũng được này. Đó, đặc biệt là dẫn nước nóng hoặc là dẫn hóa chất nhá, thì nó là bằng inox 304 nó chịu được. Đấy, kim loại thì nó chịu được nước nóng thoải mái, nhưng mà inox thì nó chịu được hóa chất. Đó, đó, các bác mà dùng những cái loại mà chất ăn mòn ấy, dùng cái này đấy. Nhưng mà khuyên các bác luôn là cái sợi này nó không chịu được áp đâu nhá, tại vì em nghĩ nó có một lượt thì nó chịu áp nhỏ nhỏ thôi, vài cân thôi, mà lên đến hàng yến thì các bác phải sợi này nhá. Sợi này nó có hai lượt này đấy, sợi này một lượt nhá. Đấy, 100k cho hai sợi luôn cho nó nhanh. Đó, quay sang bên này thì ôi, bà xã em ghi đây rồi, nhặt được nhé. Nó có hai cái bi tì này, cái bi tì này em nhắc lại nhé, cái bi tì này ngày trước em đang bán rời là 100k cho 10 viên này. Bi này là bi của THK nhé các bác, không biết là hôm nay nó có nhìn thấy không. Một là nó bẩn một chút này, đó, nó vẫn là bi của THK nhé các bác, bi tì này. Đó, đây, hàng này là em chưa vệ sinh nhá, các bác về chịu khó vệ sinh lại cho nó đẹp nhé. Con nào thì vẫn trơn tru mượt mà. Đó, thì cái này em bán 100k này, cho 4 cái này luôn này. Đó, thì cái bi tì này kích thước của nó là phi này là phi 16 nhá các bác. Đó, đường kính này là 1/6 này. Đó, tổng chiều dài của nó nhá các bác, em đo luôn này, là nó dài là 8/5 này, bề ngang của nó là 1/5 này, độ dày của nó cũng 1/5 này. Đó,
giá bán 100k, có độc một combo này luôn nhé, bốn cái này đó, và sáng em bó sẵn đây rồi. Tiếp tục sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác, hôm nay em về được một ít cái con motor mà em vừa nãy em nói là nó dạng motor vô cực á, motor giảm tốc vô cực nhá. Thì em để cái máy quay cái nguồn của em ở đây. Đó, em để cái nguồn ở đây, em sẽ dừng cái máy này nó cao lên một chút để em test cho các bác này. Đó, các bác nhìn thấy nguồn đấy chưa? Các bác nhìn thấy rõ chưa? À, thì em có hai loại nhá, một cái loại là màu đen như này nhá các bác, và một loại màu trắng như này nhá các bác. Đó, thì em sẽ giao ngẫu nhiên, hai con nó đều giống nhau y đúc cả. Đó, một loại thì nó thiết kế cái vỏ này màu trắng này, một loại thì người ta sơn đen lại này. Đó, nó giống nhau y đúc nhá các bác. Đó, thì mỗi một cái con này em tặng các bác một cái bát này, nó đi kèm đây, bát bắt sẵn rồi, và một cái dây cô loa đây nhá các bác. Đây em tháo cái dây cô loa ra cho các bác xem này, tặng kèm các bác cái sợi dây cô loa này về, tại vì nó tháo ở đây ra thì em muốn giữ lại cho các bác về. Đó, cái dây cô loa này nó ở đây nhá, các bác dùng được thì nó đỡ phí này. Đó, các bác không dùng thì các bác cất đi, biết đâu lúc nào lại dùng đến nhá các bác. Đấy, hoặc là ông bạn đồng nghiệp nào mà cần đến xin thì cho nó. Thực ra thì tiền thì nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà cái này ấy, nó có một cái dở là lúc mình cần đến đi tìm cực khó nhá các bác. Đấy, đấy, đi tìm rất là khó mua. Cái hàng nó đi theo máy này, hàng nó rất là xịn nhá các bác. Đấy, các bác đi lên shopware, bình bì lên shopware đầy, nhưng shopware nó không có cái hàng như này đâu nhá các bác. Cái này shopware rứt cái đồ, rứt cái rứt. Đấy, đó, thì bây giờ em sẽ test một con cho các bác nhá. Giá em bán là 200k một con, nhắc vậy các bác là nó, con này thì các bác hỏi chạy điện bao nhiêu thì em cũng không trả lời được, lý do là nó không vôn, nó khoảng độ 1V nó cũng chạy nhá. Và em chỉ test cho nó là ở cái điện áp 24V thôi nhá các bác. Đấy, thì cái con này thì mọi lần em vẫn bán rồi nhá các bác, thì nó tải khá là khỏe nhá các bác. Thì cái đít của nó này, giới thiệu luôn, cái đít của nó là nó có một cái sợi dây như này ăn ra này. Đó, thế còn cái sợi dây cấp nguồn vào á thì nó ăn trực tiếp vào hai cái má này. Đó, đấy, giá 200k một con nhá. Bây giờ em sẽ test cấp điện cho nó chạy này. Đó, cấp điện cho nó chạy. Hiện tại em đang để điện 24V nhá các bác. Đấy, 24V này. 24V này thì em không túm được đâu nhá các bác. Và nó chỉ khi nó xuống đến 6V nó mới túm được thôi nhá các bác. Nó đang ăn tải là 0,1A nhá, cực kỳ nhẹ tải. Bây giờ em chỉnh dần này. Các bác vừa nhìn em chỉnh này. Đó, bây giờ nó về để em để 12V nhá. 12V này cũng không túm được đâu nhá các bác. Em lấy cho anh cái găng tay đây cả. Cái găng tay phải. Một cái thôi, đi vào đây cho anh. Bác đợi em chút, nó đang không vừa. Đó, em đi cái găng tay vải em túm cho các bác nhé. Đấy, khi tì lên thì nó vẫn đang quay này. Vẫn đang quay, nó ăn dòng lên đến gần 2A nhé. Tì mạnh nó lên gần 2A. Không túm được đâu nha các bác. Bỏng hết tay rồi. Đó, mà em đi thêm một cái găng tay vải vào nó vẫn bỏng hết tay rồi nhá. Bây giờ em chỉnh xuống 6V này. Xuống 9V nhá, xuống một nấc 9V đã. Đó, xuống 9V này. Đó, 9V cũng không túm được đâu nha các bác. Rất là khỏe nhá. Không biết con motor này lạ, kỳ lạ kiểu gì đấy. Nó ăn lên 2,2, 2,3 này. Không dừng được đâu nha các bác. Không túm được. Đấy, bỏng hết cái tay này, các bác nhìn này, nó khứa này, gần rửa rách chân tay rồi. Và bây giờ xuống đến 6V là em túm được này. Như hôm nọ em test thì như là 6V là túm được hay sao á. Đó, các bác nào không có nhu cầu mua thì cứ xem cho nó vui nhé các bác. Đó, bác nào mua thì xem kỹ một chút. Đây, đang 6V nhé, tốc độ rất là chậm. Túm được này các bác này. Đấy, ngừng này. Ủa, có lúc ngừng lúc không nhé các bác. Đó, em túm lại lần nữa này. Ngừng nhé các bác, đấy, túm được. Và lúc nó dừng nó ăn lên tận 3A nhé các bác. Đấy, gần 3A này. Đấy, bác thấy chưa? Rất là xịn nha các bác.
Và bây giờ em chỉnh xem đến lúc nào là nó không quay nhé. Các bác nhìn motor đây và nhìn cái màn hình đây. Em để ra đây để cho máy nó lấy nét cùng một thể này. Nó vẫn đang quay nhé các bác. Đó, bây giờ xuống 2,8V, 2,2V, 2,1V, 2V vẫn đang quay này. Đây nha các bác, đây là đang là 0,4V này. 0,4V nhá, motor vẫn đang quay. Các bác thấy sợ không? Nó rất là kỳ lạ nha các bác. Đó. Mà đây các bác nhìn nhá, 0,4V nhá các bác. Đó, mới nhìn thấy chưa, 0,4V luôn. Đây, motor vẫn đang quay này. Em bảo 0V nó quay thì nó vô lý, nhưng mà đấy 0,4V em giảm xuống một tí nữa này. 0,2V này các bác này. Nó vẫn đang quay. Các bác thấy con motor này nó kỳ lạ. Đó. Thế thôi nhá các bác. Em dứt điện này. Đó. Con này em bán với giá 200k nhá. Em không dám test lên quá 24V. Đó. Các bác về mò thêm, nghiên cứu thêm nhé. Hàng các bác nhận được thì nó có hai mã, một mã kiểu như này này. Đó. Con này nó bị chầy sơn rồi nhé các bác. Đấy, một cái loại thì nó như thế này. Con này nó cũng thế nhé các bác. Thì bây giờ em cấp luôn, hạt tiện thể em cấp luôn 0,2V vào đây cho các bác xem con này luôn. Thì cái con thân trắng này nó vẫn chạy bình thường nhé các bác. Đấy, nó vẫn đang quay này, các bác nhìn thấy chưa? À, vẫn 0,2V kia. Đang quay đây. Rất là kỳ lạ nha các bác. Đó. Em bán đồng giá là 200k một con. Bác nào lấy đằng nào cũng được nha các bác. Đấy, em có cần này con thôi. Và tặng kèm các bác mỗi con một cái dây cô loa này, đầy đủ bát bắt này. Và dây cô loa. Là cũng nhắc lại các bác luôn nhé, là cái con này là nó hai cái dây nguồn, nó là hai cái sợi dây ngoài này nhé các bác, hai sợi dây ngoài này nó ăn theo cái đây, nó ăn lên đây. Ngoài ra thì cái sợi này này em không biết nó là gì, nó để điều khiển đó, thì nó đi theo cái sợi này, rất nhiều sợi. Cái này thì em không sờ đến nhé các bác. Bác về nghiên cứu thêm về cái này, là tính năng của nó nhé. Cái này em nghĩ là chắc là phanh này mới lại điều tốc này, mới lại đảo chiều vào trước là nó ở đây hết nhé, em nghĩ thế nhé. Nó dạng motor điều khiển đấy, rất là ngon nhé các bác. Đấy, tặng các bác một cái sợi dây cô loa này. Hàng em tháo trên máy xuống nó như thế này nhé các bác. Có 7-8 con thôi. Bác nào nhanh tay thì được. Đó. Quay sang bên này. Thì em hôm nay em về được mấy cái thanh nhôm này các bác này. Về nhôm nha các bác, rất là xịn nhé. Đấy, tháo hàng tháo máy ra nó có cái này nha các bác. Nó có mấy cái lỗ ở đây này. Lỗ này là lỗ trơn nhỉ, lỗ trơn hay lỗ gen nhỉ? Lỗ này lỗ trơn nhá các bác. Lỗ gen này. Có cái thì lỗ gen, có cái thì lỗ trơn. Cái này lỗ gen hết nhá các bác. Lỗ gen. Đó. Kích thước của nó là này là V4 nhá các bác, V4 x 4, dày khá là dày nhá các bác. Em bán 100k cho 4 thanh này. Ghi 4 x 4 là không ghi dài bao nhiêu. Nó dài 30,5cm nhé các bác. Đó, nhôm 4x4 này. Đấy. Dài, nhắc lại thì các bác này, dài 30,5cm. Đó. Em về được một sâu này. Và nó dày 4 ly 2 nhé các bác. Đó, 4 ly 2 này. Đó, sau nó không làm chẵn đi, nó lại làm 4 ly 2 nhỉ các bác nhỉ. Đó, em kẹp lại một lần nữa này. 4 ly thôi nhé các bác. 4 ly. Đó. Giá em bán 100k cho 4 thanh này, em không có nhiều đâu, có cần này thôi. Không biết được bao nhiêu thanh này. Đó, bác vào việc gì alo em nhá. Có cần này thanh thôi, chưa biết được bao nhiêu thanh. Quay sang bên này thì cũng lại lướt qua cho các bác cái món này nhá. Đây này, cái món này này. Đó, con vít me này nhá các bác. 1,4 triệu đó. Để giới thiệu những cái hàng này trước này. Thì em về cái sâu inox này, các bác về thiết kế làm được cái gì không? Em cầm một cái em view nhé các bác. Cái này này, cái này của nó bên trong này nó có gen nhé các bác. Đây này. Ui, cầm đúng cái con nó hơi hàn hàn, chán thế chị.
Đây, bên trong này nó có gen nhé các bác. Đấy, gen xoáy này. Các bác muốn xoáy ra thì các bác xoáy con lục giác này ra là lấy được cái con ốc này ra nhé các bác. Đó, con ốc này nó lửng lơ ở đây nhé các bác. Lửng lơ ở đây. Đó, các bác xoáy cái con ốc lục giác này ra là lấy được cái gen này ra. Và cái ti này thì em cứ để nguyên như này em bán cho các bác nhé. Đó, bằng inox rất là xịn. Nó dài này. Nó dài đây, nó dài 31,5 cm này. Con này nó là phi bao nhiêu đây? Con này nó là phi phi 5 nhá các bác, em kẹp này là 4,9 này. 5 nhá, 5 ly. Đó, 5 ly nhá các bác, em bán là 100k cho 8 thanh như này. Đó, em bó sẵn đây này, 100k cho 8 cái như này nhá các bác. Đấy, này được bao nhiêu cái thì em chưa biết. Loại thứ hai là em giới thiệu đến cho các bác là cái loại này này. Đấy. 100k 4 cái này. Đó, em cầm một cái lên em view cho các bác nhá. Đó, đặc luôn nhá, bằng inox này. Trên này có bạc đạn. Nó không phải vòng bi đâu nữa, nó chỉ là cái bạc đồng thôi nhá các bác. Nó chỉ là cái bạc đồng. Đó. Quay được nhá các bác. Quay rất là trơn. Đó. Hai cái bạc này nhá, các bác nhét cho nó tí mỡ vào hai cái đầu này cho nó trơn chu nhá các bác. Con này thì nó dài tổng thể, em đo tổng thể luôn nhá các bác. Tổng thể nó dài 28 cm này. Con này chắc phi 12. Đó, ui giời, em đoán chuẩn luôn phi 12 nha các bác. Cái này em bán 100k 4 thanh. 100k cho 4 thanh em bó sẵn như này rồi nhá các bác. Đó. Và các bác có thể là lựa chọn, có một cái combo lựa chọn thứ hai đó là lựa chọn cái loại bằng nhôm. Đấy, cái này là bằng nhôm nha các bác. Đấy. Cái này thì bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm rất là đẹp này. Cái này thì bằng inox. Đấy, các bác lấy đằng nào cũng được nha các bác. Hoặc là hết rồi thì các bác mà tranh nhau inox thì hết rồi em sẽ giao đằng nhôm rồi nhá các bác. Cái này bằng này bằng nhôm. Kích thước y xì nhau vẫn là nó thôi nhá các bác. Đó, nhắc lại các bác này, cái loại này là bằng nhôm. Cái loại này thì bằng inox, cái bằng inox này em có hai combo thôi. Cái đằng nhôm này thì em có nhiều hơn này. Đó, 100k cho 4 thanh này nhá các bác. Đó, các bác về thiết kế làm bi tì, bi trượt các kiểu này. Đó. Quay sang bên này thì lướt cho các bác một chút những cái đồ này nhá các bác. Một cái trượt này này, mọi ngày em vẫn view này. Đó, cái trượt này rất là xịn nhá. Em bán 600k thì hôm nay ốc em tháo hai cái mặt bích em tháo ra đây này. Lắp vào thì là 600k mà lấy rời như này 500k nhá. Cái trượt này khá là xịn nhá các bác. Đó, này không đo nữa. Một tấm nhôm này 390 này. Một tấm inox này mà 60 này, tấm inox tròn nhá. Kích thước là 18, đường kính 18, dày 5 ly. Và cái tấm nhôm này à, tấm nhôm này giá 1,1 triệu này các bác này. Các bác về chế mâm xoay nhé à, đấy, một mặt đây nhé các bác. Phẳng lừ và mặt dưới của nó đây. Cái này các bác làm mâm xoay thì cực đỉnh luôn nhé các bác. Chả kiếm đâu ra cả, mỗi em có thôi. Đó. Cái này còn một cái này, sót một cái này. Giá 120k này. Kích thước em để đây. Và nhôm lỗ này lướt thôi nhá các bác. Các bác nào cần thì alo em. Nhôm lỗ này, nhôm lỗ này. Đó, em có 6-7 mẫu này. Đó, chỗ này nữa này. Đó, kính thưa các loại lỗ. Và một miếng nhôm thớt này, em gọi là nhôm thớt nhá các bác. Đó. Quay sang bên này thì cái ốc này, này 65k một cân này. Ốc này 100k 3 cân này. Chỗ này thì còn mấy cái thanh nhôm này. Cái này em còn 2 thanh này. Nhôm 4x4 này. Cái này em còn 4 thanh này. Cũng nhôm 4x4 này. Đó. Quay sang bên này. Có ít khay bằng inox này. Tiếp tục nha các bác. Thì em lên cho bác một ít khay này. Khay này bằng inox nha các bác. Inox người ta đánh bóng rất là đẹp này. Bóng lừ, bóng lộn, soi gương được nha các bác. Đấy, bác có thể nhìn thấy cái hình ảnh của em ở trên cái tấm inox này luôn nha các bác. Rất là đẹp. Đó. Kích thước của nó là 50 x 15 x 10 nhá. Chiều này là 50 này. Chiều này là 15 này. Và chiều cao này là 10 nhá các bác. Cái này các bác có thể đựng nước được nhé, người ta hàn kín hết rồi. Đó, người ta hàn kín hết rồi nhá. Đựng nước được. Đó.
người ta hàn cái vách này thì là vách liền uốn lên này, đó, uốn lên một mặt này và một mặt này là liền này, và người ta cái mặt này lại liền với nhau này, đó, đó, có ba mảnh này nhỉ, mảnh này với mảnh này với mảnh này là liền nhá các bác, và mép này người ta có gập lại khoảng độ 1 cm này, người ta dùng máy ép người ta ép lại nhá các bác, rất là khít nhá. Đó, bên trong này thì nó phẳng này, các bác rửa rất là dễ nhé. Đó, rửa lau chùi rất dễ. Đáng lẽ người ta gập vào trong á thì các bác rửa nó rất là khó, nhưng mà người ta gập ra ngoài, đó, rất là đẹp. Giá em bán 130k một cái này thôi nhá. Thế còn cái inox này nó dày bao nhiêu thì em cũng không kẹp được, bởi vì kẹp như thế này này các bác này, kẹp như thế này thì nó vào cái mép này nhá, thì nó không chính xác nhá. Đó, em kẹp xuống bên dưới này thì nó là 2.5 ly này. Đó, chắc cái này nó dày khoảng độ hơn 1 ly gì đó nhá các bác, rất là đẹp. Giá em bán 130k một cái này. Rất là xịn. Cái này nó có cái nhược điểm là nó thiết kế hình vuông không chồng lên nhau. Đó, 130k một cái. Quay sang bên này thì em có cái khay inox này nữa này. Đó, cái khay inox này, nó có một cái quai sách ở đây, và đằng sau này nó có hai viên nam châm này các bác này, em để nguyên đây cho các bác nhé. Đáng nghĩa là em xoáy ra nhưng em để đây cho các bác hai viên nam châm. Cái viên nam châm này đường kính của nó đấy, nó dính thước này. Ừ, cái viên nam châm này đường kính của nó là 1/2 phân này các bác, em kẹp vào được phân 9 này. Đó, một viên nam châm ở đây, về các bác tháo ra tận dụng lấy viên nam châm này dính đồ rất là hay. Đó, hai viên nam châm bắt ở hai vị trí này nhé. Thì cái này em đo kích thước cho các bác nhé. Đó, cái khay này em hạ máy thấp xuống các bác nhìn cho rõ. Đầu tiên là em đo kích thước này, kích thước của nó là chiều này là 31 này, chiều này đấy, nó viên nam châm nó dính này, chiều này là 28.5 này, và nó cao là 4 cm nha các bác, 4 cm, và độ dày của cái khay này là dày 2.2 ly nha các bác, 2.2 ly thôi, em cầm lên thì nó lại mất. Ồ, nó 2.4 ly cơ các bác, nó là 2.4 ly nhá, 2.3 ly này, 2.4 ly này, 2.6 ly à, thôi em tính 2.3 ly thôi nha các bác, 2.5 ly này, 2.6 ly này, 2.4 ly nha các bác, 2.4 ly, 2.5 ly, đó, nó khoảng độ 2.5 ly, đó, thì hình thức là nó có 4 cái lỗ gen ở đây, 4 cái lỗ gen ở đây và có 4 cái chân trụ này, đó, dưới này thì nó lại có 4 cái lỗ gen thì nó thành 4 cái chân luôn nhé các bác. Đó, người ta hàn 4 cái lỗ này vào đây, đó, rất là đẹp nhá. Đây có một cái quai này, đó, cái này em bán 250k một cái nhé các bác, em có khoảng 4-5 cái, 250k một cái nhé các bác. Đây em có đây chỗ này là 3 cái nữa là 4 này. Đó, 250k một cái khay này, kích thước các thứ em đo hết rồi nhé. Đó, quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho bác cái xe đẩy này. Đó, cái xe đẩy này kích thước của nó này là 67x42 nhỉ, x33 này, giá là 1.2 triệu nhé. Thì bây giờ em đo lại nhé. Đó, em đo lại này, chiều này thì là 67 cm này, hơn một chút này, nhưng tính 67, chiều này thì là 42 này. Đó, và tổng chiều cao là nó là 33.5 cm nhé, từ mặt đất lên là 33.5 cm. Nó 2 tầng nhé, cái tầng dưới này các bác muốn đựng đồ thì các bác xì thêm vào, hoặc là lót cho nó cái miếng gì xuống dưới này để đựng được thêm đồ. Đó, trên này nó là bằng toàn bộ là bằng khung inox 3x3. Đó, em bao với các bác là inox 304 nhé các bác. Đó, cái thứ hai nữa là trên thân này người ta có xì một cái hộp inox kích thước là 1x1 chạy vòng quanh, để cho các bác đặt một cái miếng gì vào đây là nó khớp vào đây này. Trên này là người ta có ở trong công ty, người ta kiểu như là người ta có xì, người ta có để đẩy một cái thùng gì đó nhé, người ta xì vào đây để cho nó khỏi chạy nhé. Đó, và cái tay cầm nó, cái tay cầm là nó hình như này nha các bác. Đấy, người ta xì nhá các bác, nhìn nó hơi ngả ngả ra như này này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Và nó cao tổng thể nhá, cái tay cầm này nó cao tổng thể là
93 cm này. Đấy, nó cao từ mặt đất lên 93 cm. Có bốn bánh xe. Đó, bốn bánh xe này. Bánh xe này thì cả bốn bánh đều quay được nha các bác. Và đó, bác nhìn đây, và cả bốn bánh đều có phanh như nhau. Đó, phanh lại này, đó là nó cứng đét luôn nha các bác. Không di chuyển được nữa. Đó, bốn bánh như nhau nha các bác. Đằng trước kia, đó, cũng bốn bánh kiểu như thế nhá các bác. Đó, bốn bánh như nhau này, mà người ta hàn lại rồi. Đó, giá cái xe này em bán là 1,2 triệu một cái này. 1,2 triệu một cái xe này. Đó. Cho các bác xem lại tổng thể, 1,2 triệu một cái xe này, kích thước em đo rồi. Và bây giờ em đo nốt cái này nha các bác. Đó. Cái sàn dưới này này, cái inox dưới này nó cao lên đến đây là 13 cm hơn một chút. Và khoảng sáng của cái này nó khoảng độ gần 16 nhá. Cái khoảng sáng này là gần 16 này. Đó. Giá 1,2 triệu cái xe này. Đó. Đấy. Cái xe thứ hai em muốn giới thiệu đến cho bác là cái con xe này. Đó. Ông để em đẩy nó ra đây cho nó sáng nhá các bác. Em cất cái này đi. Đó, em đẩy con này ra đây. Đó, em đẩy ra đây em view cho các bác này. Đó. Thì cái con này kích thước là kích thước ở cái mặt dưới của nó là 76,5 x 56,5 nhá các bác. Đây này, 56,5 này. Chiều này là 76,5 mà. Đó, 76,5. Và cái khay ở bên trong này nó lọt xuống là một chiều này là 43 này. Chiều này thì một chiều 43 nha các bác. Và cái chiều này thì là 63 này. Đó. 63 là em đo xuống này nhưng không đo lên mép này đâu nhé. Đo xuống dưới này là 63 mới 43 đó. Và nó có một cái lỗ ở đây để thoát nước đi này. Đó. Và cái khung này nha các bác. Cái khung tay cầm này. Đó. Em quay thì các bác có thể xem nó hơi khó một chút. Đó. Cái khung tay cầm này thì nó cao lên đây. Đó, nó cao lên đây là 127 cm này. Đó, 127 nha các bác. 127 cm, gần 130. Và cái khoảng này thì nó là 31 cm này. Từ bên này sang bên này là 31 cm. Nó có cái tay cầm ở cái vị trí này. Đẩy đi đẩy lại rất thuận lợi này. Đó, đẩy đi đẩy lại rất thuận lợi nha các bác. Và tiếp tục này. Cái này nó là inox phi bao nhiêu đây? Phi 30 à? Để em lấy thước em kẹp nhé các bác. Đó. Em lấy thước em kẹp này. Cái này xem nó là phi bao nhiêu này. Cái này là phi 32 nhé các bác. Em kẹp này là 318 này. Và bên trong này thì là cái đằng nhỏ hơn là phi 26 này. Đó, phi 26 này. Đó. Và nó ở tình trạng là cái chỗ này nó bị móp móp một chút chút này, do quăng quật này. Cái chỗ này cũng thế này, nó hơi móp móp một xíu nhé các bác. Đó, và các bác nhìn kỹ nhé. Là cái kia, đó, nó hơi hơi cong cong, hơi lượn lượn một chút nhé. Đáng nhẽ nó phải thẳng nhưng mà nó hơi móp móp. Nó bị móp nên nó hơi cong cong một xíu. Đây, duy nhất là hai cái thanh ngoài này. Đó, bên dưới là có bốn bánh xe, bây giờ em sẽ lật lên cho các bác xem nhé. Đó. Đấy là cái lỗ thoát sàn đây này các bác này. Và cái những cái trụ inox mà người ta cắm hẳn xuống dưới như này nha các bác. Bốn bánh xe như này này. Đó. Có khóa từng bánh hẳn hoi này. Có khóa từng bánh. Khi khóa xong là nó cứng luôn nhá. Khi các bác không khóa thì nó lại xoay được 360 độ. Đấy. Đó. Các bác thấy chưa? Có bốn bánh xe này. Bên dưới đây quặm đây em quay rồi cho các bác nhé. Đó. Bốn bánh xe. Con xe này em bán giá 1,7 triệu nha các bác. Và bây giờ em sẽ dựng lên em đo cho các bác cái mặt sàn của nó cao từ mặt đất lên nhé. Con xe này là 1,7 triệu này. Mặt sàn nó cao từ mặt đất lên đây nó là 15 cm nhé các bác. Đấy, cao từ mặt đất lên mặt sàn này là 15 cm này. Đẩy đi đẩy lại rất là dễ dàng. Và các bác có thể là khi các bác đẩy đi nhé, đến cái vị trí các bác cần dừng, các bác dẫm như này cái này là nó cứng đét luôn. Nó dẫm như này nó cứng đét luôn nhé các bác. Đấy. Đó, khi các bác mà muốn đẩy tiếp thì các bác phải lấy chân này. Lấy chân dẫm hơi khó nha các bác. Đó, lấy tay móc nó lên vậy. Đó. Đấy. Đấy. Lại đẩy đi bình thường nha các bác. Đó, giá con này em bán 1,7 triệu. Tiếp tục sang bên này. Thì em giới thiệu đến cho các bác cái mặt bàn này. Đó, em có cái bàn này nha các bác. Đó.
cái bàn hai tầng này, để em lấy cái thước, em để đây em lấy cái thước đấy nha các bác. Em lấy cái thước này. Thì cái bàn này kích thước của nó là 80 x 60 x 70. Giá em bán là 1.800.000 nhé. Nó nặng là 28,5 kg. Đó. Chiều này là 80 này. Chiều này là 60 này. Đó. Và nó cao đến mặt này là 70 cm nhé. Và cái mặt thứ hai này thì nó cao từ mặt đất lên là 37 cm này. Đó. Và cái mặt thứ hai này, hai cái mặt này khoảng sáng ở giữa của nó là 29,3 cm này. 29 cm nhé các bác. Đó. Inox này của nó là inox hộp 4x4 nhé. Toàn bộ là inox hộp 4x4 hết. Đó, inox 4x4. Cái lỗ này trên mặt bàn này thì nó, cái lỗ này thì của nó là mấy ly thì em chưa đo này, bây giờ em sẽ đo cho các bác nhé. Đó, cái lỗ này nó khoảng là lỗ 8 ly này, em kẹp như này nó được 7,7, là lỗ này là lỗ 8 ly nhé các bác. Đó, toàn bộ lỗ này là lỗ 8 ly, lỗ M8 đó các bác. Đấy. Đó, giá cái bàn này em bán là 1.800.000 nha các bác. 1.800.000 một cái bàn này. Nặng là 28,5 cân. Đó. Rất là nặng nha các bác. Rất là chắc chắn. Đó. Tiếp tục sang đến cái xe này nha các bác. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho các bác cái con xe nâng này. Đó. Con xe nâng này, em sẽ đẩy dịch ra đây để em giới thiệu đến cho các bác này. Đó. Để khả năng em sẽ dừng máy để em đẩy dịch ra kia cho nó sáng em quay nhé. Đó, tiếp tục nha các bác. Thì bây giờ em quay cái xe này nhá các bác. Cái xe này bây giờ em đo tổng chiều dài này. Đó, tổng chiều dài từ đây đến đây nhá. Bao ngoài này là 136 cm này. Đó, 136 này. Bề ngang này các bác này. Đó, bề ngang các bác nhá. Bề ngang là 81. Đó. Thì lọt lòng cái khuôn viên mà nó chứa được này, nó chứa được đồ nhá. Cái lọt lòng cái khuôn viên nó chứa được đồ thì nó đến đây này. Nó khoảng độ 110 này nhá các bác. Đấy, các bác chiếu thẳng vào cái VV này. Chứa thẳng vào cái hộp kia nó là 110 này, đó. Chứa được đồ là nó dài khoảng độ 110 này, và các bác có thể chứa được ra ngoài này nữa này. Đó, và cái chiều cao, cái chiều cao lên cái mặt sàn mà để các bác để đồ này nó là 28,5 cm này, đến mặt này nhá các bác. Đó. Thế còn nó cao kịch lên trên này thì là 62 này các bác này. Đấy, kịch cao lên trên này 62. Cái này thì nó là bằng cái miếng gỗ phíp, à cái miếng nhựa gì sau em tháo ra nhé. Cái vành vành tròn này. Tháo ra để gửi đi cho nó đỡ nhẹ cân nhé. Cái này nó nặng một tạ. Đó. Đó. Thì bây giờ em sẽ cho nó lên cao xem nó cao được bao nhiêu nhé. Vừa nãy đo lên đây nó là 63 rồi nhé các bác. Mà thôi sau em đo cái sàn dưới này đi cho nó dễ đo. Nó đang cao 29 này. Bây giờ em sẽ dẫm cho nó lên nhé các bác. Đó. Bốn bánh xe này. À. Thì bây giờ em đo cái hộp này nhé các bác. Cái hộp này là hộp 3x3 này. Thế còn cái hộp dưới này. Hộp dưới này nhé các bác. Hộp dưới này là hộp 4x4 này. Đó, hộp dưới này là hộp 4x4 rất là dày nhé các bác. Đó. Và cái sườn này. Cái sườn này là 3x6 này. Đó. Sườn này là hộp 3x6 này. Thế còn cái này. Cái tay cầm này thì là phi 32 này. Đó. Thì cái cơ cấu hoạt động của nó là nó có một cái con ben nằm ở đây. Dẫm chân này là nó lên này. Đó, em dẫm là nó lên nhé các bác. Đó, bây giờ em sẽ dẫm cho nó lên kịch. Đó, dẫm cho nó lên kịch. Đây em đang dẫm này. Cho nó lên kịch, vừa nãy em đo nó là nó là 3 mấy đó. Thì bây giờ em lên kịch xem nó lên được bao nhiêu nhé các bác. Đó. Nó đang lên đấy các bác. Để em dẫm cho nó lên kịch nhé các bác. Bác đợi em chút, nó đang lên. Nó lên được rất là cao. Và nó lên đến đây thì nó cọc vào đây rồi này các bác này. Đó. Nó lên đến đây là nó cọc vào đây rồi nhá. Đáng nhẽ nó lên được nữa nhưng mà nó bị cọc vào đây rồi. Đó. Và vừa nãy em đo. Sau các bác trừ đi này. Nó lên rất là cao. Nó lên cao tổng thể lên đến đây là 123 này, 122,5. Đó, 122,5. Thì vừa nãy em đo bao nhiêu nhỉ?
122,5. Bây giờ em xả nhé, em xả cho nó xuống kịch này. Nó xả thì các bác dẫm vào đây, đấy là nó đang xuống đó, đấy nó đang xuống. Các bác nhớ cho em cái con số em đo là 122,5 nhé. 122,5 thì trừ đi 28. Đó. Thì nó lên được khoảng độ 22,5 nó lên được 94,5 cm nha các bác, lên được gần 1 mét. Đó, lên cao được gần 1 mét. Đó. Lên cao gần 1 mét là cái hành trình của nó nhé các bác. Thế còn tổng thể nó cộng với cái này nữa là nó 122,5 nhá, lên cao 1,2 m. Đó, con xe này nó nặng 1 tạ nhé các bác. Nó nặng 1 tạ. Thì con này các bác thì chắc tải tầm cứ đôi ba tạ là không vấn đề gì đâu nha các bác. Đôi ba tạ em nghĩ là không vấn đề gì. Đó, đây là cái con bi để nó chạy, thì nó chạy vào trong cái u inox à. Cái xe này nó hoàn toàn bằng inox. Bác nào dùng đến cái xe này thì alo em nhé. Đó. Đấy, các bác về thì theo em thì các bác về nên xả cái này ra này. Xả cái thanh đằng trước này ra này. Đấy, xả cái thanh đằng trước này ra. Đấy, thì các bác sẽ được một cái xe nó ở cái tầm thấp này nhá. Đó, xả cái thanh này ra thì nó sẽ được một cái ở cái tầm thấp này, giữ lại hai cái thanh để các bác xài cho nó dễ, nó đỡ trôi đồ ra ngoài. Không có các bác xả cả ra cũng được. Xả cả ra thì em nghĩ là nó sẽ hơi yếu nhá, bởi vì nó có cái thanh này này, có cái thanh chéo này nó chống rồi. Thì nó khỏe hơn nhá. Đó, chỗ này người ta hàn đôi này. Hàn kẹp đôi vào rất là khỏe nhá các bác. Đấy. Đó. Con này nó nặng 1 tạ. Bác nào yêu thì alo em nhé, em báo giá cho. Đó. Bánh xe đây. Bánh xe này có phanh hẳn hoi nhá các bác. Đằng sau này thì là bánh xe dẫn hướng này, nó có thể xoay được. Mà đằng trước thì là bánh xe thẳng nhá các bác. Đó, đằng trước này là bánh xe thẳng không xoay được. Đó, bánh xe hàn chết không xoay được. Đằng sau này là vừa xoay được vừa có phanh. Là bác nào cần cái con xe này thì alo em này. Con này gửi đi là cũng khá là nhiều tiền cước nhé các bác. 700-800 nghìn tiền cước à, 1 tạ. Chắc khoảng độ 600 nghìn tiền cước nhé các bác. Đó, công cành như này người ta lại tính thêm hàng công cành nữa nhé. Chắc khoảng độ 600-700 nghìn tiền cước con xe này. Đó, tiếp tục sang bên này. Thì em có mấy cái bình SMC này. Đó, kích thước của nó là dài 66cm này. Phi này là phi 20 nhé các bác. P20 là tổng chiều cao của nó đến cái mặt này là 31cm này. Đó, người ta hàn bằng cái công nghệ gì nó rất là đẹp nhé các bác. Nhìn cái vảy cá này rất là thích này. Con bình này là của Nhật này nha các bác. Sản xuất tại Nhật, Made in Japan này. Dung tích của nó là 20 lít này các bác này. Áp của nó chịu được là 20kg nhé các bác. Đó. Áp của nó chịu được 20kg này. Nhiệt độ làm việc của nó nhé các bác. Là từ 0 cho đến 75 độ C. Đó, người ta ghi rõ ràng như thế nhé các bác. Mắc áp các túi đa là 20kg 2.0 MVA này. Đó, em có cái này thì em có khá là nhiều, giá 1,8 triệu một bình. Cái bình này thì to hơn này. Con bình này thì là 38 lít này. Đó, có áp của nó cũng 2kg thôi, à 20kg thôi nhé các bác. Con bình này kích thước là 81 nhân phi của nó là phi 25, cao 36cm, cao đến đây là 36 này. Đó. Thì của nó con nào cũng thế nhá, nó sẽ có một cái đầu ra ở đây, một cái đầu vào ở đây, và nó có một cái van xả đáy nữa nhé các bác. Đấy, nó có cái ống xả đáy này, cái này nó chỉ là cái ống thôi. Các bác nhìn cái mặt bích người ta xì, nhìn chung nó uy tín như này nhá. Cái này là gen 21 này, cái đầu này nó có một cái đầu nối nhanh ở đây này, đầu nối nhanh của Hàn Quốc này, nằm sẵn đây rồi. Đó, cái này khả năng nếu mà các bác mua em phải tháo ra em đút vào khe này cho các bác nhé, tại vì cái này nó một là đi nó dễ gãy này, cái thứ hai nữa là nó chiếm diện tích, đóng hàng nó khó, em sẽ tháo ra em cắm vào đây cho các bác. Đó, 1,8 triệu, nhắc lại các bác 1,8 triệu cái bình này, và cái bình kia là 2,5 triệu này. Đó, to hơn nhá, vẫn là của Nhật luôn, hàng của Nhật ấy, rất là xịn nhá. Cái này em có số lượng rất là nhiều. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu đến cho các bác một con tủ này. Con này thì hôm nọ em báo với các bác em về 3 con nhé. Em về 3 con thì em bán 2 con rồi, còn một con duy nhất là cái con nứt kính nhá. Kính này nó bị nứt nhá. Đó. Con này kích thước của nó là dài, rộng của nó là nó cao nhá, nó cao 62,5 cm. Một chiều là 42, một chiều 38 này, chiều này là 42 này, chiều này là 38 này. Đó.
Nặng cái tủ này nặng 32 kg nhé các bác. Nó rất là nặng, nó rất là dày. Đó, trên bề mặt nó sẽ có những cái thứ như này. Tất cả những cái nắp này đều xoáy ra được. Ba cái nắp này đều xoáy ra được nhé các bác. Đó, đều xoáy ra được, của ốc này đều xoáy ra được hết. Bên trong của nó thì không có cái gì cả, trống trơn nhé các bác. Một cái khóa này, các bác về đánh chìa nữa là xài được nhé các bác. Một cái khóa và một cái mặt kính ở đây. Mặt kính này thì có kẻ ô này, thì không biết là cái ô này nó có cái gì mà người ta lại thiết kế kẻ ô. Đó, tủ thì rất là dày nhé các bác. Cái mặt kính này thì nếu mà bác nào mua thì một là các bác về giỏ keo 502 vào đây cho nó dính lại này. Hai thì em cứ tặng kèm luôn các bác một cái miếng mê ca nhé, để các bác về thay. Đó, em sẽ tặng luôn các bác một miếng mê ca, mặc định là tặng luôn một miếng mê ca nhỏ nhỏ để các bác về các bác thay. Đấy, thay thì rất là dễ, xoáy cái hàng ốc này ra thôi là thay luôn này. Không có thì em sẽ thay, em bán cho các bác nhé. Đó. Và cái inox này các bác nhìn này, nó dày đến 3 ly nhé các bác. Nó rất là dày, bên trong này là kín bưng luôn, nó chỉ có mấy cái lỗ ở kia thôi, mấy cái lỗ nhỏ nhỏ kìa. Đó, có 3 4 cái lỗ nhỏ nhỏ, tất cả đều kín bưng hết. Và khe này là nó có răng này. Nó có răng này nhá các bác. Đó, nó có răng này. Răng cao su vẫn còn khá là tốt này. Vẫn còn nguyên nhá các bác, khóa của nó đây. Đó. Các bác về đánh chìa là dùng được nhá các bác. Đó. Đánh chìa là dùng được. Đó. Con tủ này nặng 32 kg nhá các bác. Đó. Bác nào cần con này thì alo em. Em có 3 con thì các bác xem video của em thì biết, thì có 2 con kia nó đi rồi, còn một cái con nứt này thì hôm nay em mới dở ra em bán này. Các bác nhìn cái bản lề của nó, nhìn uy tín không? Cái bản lề của nó thẳng từ trên này dở xuống luôn. Đó, chạy hết luôn. Đó, vòng quanh của nó này, inox vòng quanh của nó này, sáng bóng sáng lừ luôn nhé. Đấy, đây là vòng quanh. Đó. Rất là đẹp. Đó. Con này. Bác nào alo em chốt cho con này nhá các bác, chưa lên được giá. Bởi vì cái con này nó nứt kính này, em sẽ bán rẻ hơn cái con kia một chút. Và tặng kèm luôn cho các bác một miếng mica nhỏ nhỏ để các bác về cắt thay vào cái mặt kính này nhé các bác. Đó, nếu mà các bác không thay thì các bác tùy các bác sử dụng. Đó, em sẽ tặng các bác một cái miếng mica. Nó dày khoảng độ 4 ly để các bác về cắt mica xẻo luôn nhé. Cái loại mica đấy các bác đấm thì nó chỉ tụt ra thôi chứ nó không vỡ được. Đó, đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Video của em hôm nay đây là hết rồi nhé các bác. Các bác mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này. Đó, Zalo cũng được, điện thoại cũng được nha các bác. Và cuối cùng là em chúc các bác có một cái buổi tối thật là vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai. Thân ái chào tạm biệt các bác.